Ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo kỳ 2 về điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì. Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đề cập cần làm rõ việc phát triển đô thị đa trung tâm, hạ tầng giao thông kết nối khu đô thị Cần Giờ, phát triển không gian ngầm, kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu, hệ thống cấp thoát nước. Theo đại diện đơn vị tư vấn, trong nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh lần này có thiết lập hệ thống các trung tâm đô thị đa chức năng kết nối bởi giao thông công cộng. Song song xây dựng những trung tâm đô thị quy mô lớn ở các cửa ngõ nhằm kiến tạo nơi sống và làm việc cho số đông lao động, xây dựng một số khu đô thị hiện đại, thân thiện môi trường, sáng tạo để thu hút lực lượng lao động trình độ cao, tạo cơ sở cho việc xây dựng trung tâm tài chính. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 khu vực có sẵn sự tập trung của doanh nhân và lực lượng lao động trình độ cao, có thể phát triển đặc biệt nhằm thu hút thêm các đối tượng chiến lược này, gồm quận 1 và quận 3, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thanh Đa, Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, Phú Mỹ Hưng mở rộng xuống vùng Đầm Lầy phía Nam và khu vực Chợ Lớn. Do đó, sẽ ưu tiên chuyển đổi các quỹ đất thành đất đô thị để nhanh chóng gia tăng không gian phát triển. Ngoài ra, thiết kế đô thị hướng đến tạo ra những trải nghiệm đô thị mới, độc đáo để phục vụ người dân và thu hút du khách, đồng thời tạo những loại hình phát triển với quy mô nhỏ nhưng có tính thử nghiệm và đột phá cao để quảng bá, tạo điểm nhấn khác biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá cao ý kiến đóng góp của các nhà khoa học chuyên gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao các đơn vị chức năng tổng hợp, phân nhóm các ý kiến đóng góp, ý kiến áp dụng được thì cập nhật vào đồ án, nội dung cần nghiên cứu tiếp thì có thông báo để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết cố gắng đảm bảo tiến độ, hoàn thiện đồ án quy hoạch, chuẩn bị hồ sơ để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào cuối tháng 12 tới, song song hoàn thiện hồ sơ và trình bộ xây dựng dự kiến trong tháng 1 năm 2024.